Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình Tiếng Anh cho đời thêm xanh. Thì hôm nay mình sẽ chơi Duolingo level cuối cùng của ngôn ngữ tiếng Anh để xem nó có khó hay không. Thì theo mình đánh giá thì level cuối cùng của ngôn ngữ tiếng Anh Duolingo thì nó ngang với trình độ B1 các bạn. Là các bạn có thể hoàn toàn an tâm. Đây, mình có level cuối cùng ở ngay đây. Mình sẽ chơi nó luôn để xem nó có khó như mà chúng ta nghĩ hay không. Nếu mình chơi thắng cái này mình sẽ rút ngắn 69 kỹ năng. Cười, smiles. Các bạn có 3 team ở đây, nếu các bạn hết số team mà các bạn sẽ thua, nên các bạn cẩn thận lại mình mắc nhiều lỗi sai nhỏ nhỏ thì mình sẽ mất mạng hết. She has an electric car. Cô ấy có một cái xe điện. Kiểm tra kỹ các bạn. Forced. Height and weight. Chiều cao và cân nặng. Tháng 5, May. It is a musical book. Nó là một cuốn sách âm nhạc. Các bạn thì mỗi một lần chơi thì nó sẽ ra những từ vựng khác nhau và những câu hỏi khác nhau. Nên là các bạn phải học. Thật sự học tiếng Anh thì các bạn mới có thể chơi thắng được level cuối này. Tại nó ngang với trình độ B1 mà. Các bạn chơi cái này xong, chơi hết tất cả các level Duolingo, các bạn có thể đọc và nghe tiếng Anh khá là tốt. Found. No tax. Không thuế. Mình. Himself. The advantage. Lợi thế. Ourselves. Ourselves. I have never heard about that actor. Tôi chưa bao giờ nghe về diễn viên đó. Existence. Hiện hữu. You have become a different person. Bạn đã trở thành một con người khác. Developed. I have changed. Tôi đã thay đổi. Received. Receive. We are going to read. We are not alone. We are not alone. Đây các bạn phải nghe kỹ nha. We are not alone. They will have 1 hour. The train is very fast. The train is very fast. There's no official definition. I need to reply that letter. I need to answer that letter, not reply. Answer, hồi âm là answer. An ninh security. We had decided to eat. She does not affect me. The farm has turned. The farm viết sai chính tả. The farm has turned into a restaurant. Row. It has a long tradition. The teacher will cover a desk. The desk. Ok, mình đã chơi xong Duolingo level cuối cùng. Bây giờ chờ để nhận cúp thôi các bạn ơi. Khá là vui. Đây, mình nhận được 165 kinh nghiệm và chúc mừng bạn đã hoàn thành bài kiểm tra trình độ và vượt qua 69 kỹ năng. Đây, bạn mở khóa 56 câu chuyện mới, rất nhiều chức năng. Mình đã mở tất cả và mình đạt rank kim cương ở đây.
Đây là cái cúp, nhìn rất là đẹp. Đối với ngôn ngữ tiếng Anh. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hy vọng các bạn sẽ tải app Duolingo để có thể tự học tiếng Anh một cách tốt hơn. Thì app này hoàn toàn miễn phí, và các bài giảng được thiết kế vô cùng bắt mắt và dễ học. Các trò chơi sẽ tạo động lực cho các bạn học tiếng Anh siêng năng hơn. Còn như mình học tiếng Anh lâu rồi nên là mình chơi level cuối luôn, để review các bạn xem là nó, các bạn hoàn thành khóa Duolingo này các bạn sẽ đạt trình độ bao nhiêu. Thì theo đánh giá của mình, các bạn sẽ đạt trình độ ngang trình độ B1. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn vào các vlog tiếp theo. Bye bye.